lịch mở cuộc đấu tấn công giải phóng miền Nam. Đại tướng Văn Tiến Dũng, tổng tham mưu trưởng dẫn đầu vào chiến trường để chỉ đạo trận mở màn tổng tấn công. Sau 40 năm, những vị tướng chỉ huy trận đánh Buôn Ma Thuột không còn nhiều. Ta gặp trung tá tham mưu trưởng Nguyễn Quốc Thước, sau này là trung tướng tư lệnh quân khu 4. Trung tướng đã 92 tuổi. Một kinh đóng tiền trị, một kinh trị đóng 70 năm. Trong đó, lấy 5 tên viên để làm chiến lược trình của cơ hoàn toàn đúng. Mỗi biện pháp, chúng ta nghi minh bằng kế hoạch không riêng, bằng mỗi đường cơ động, bằng cơ giới, bằng huy động lực lượng điều chỉnh, và đặc biệt là huy động lòng dân, huy động dân của Gia Lai để làm đường mở đường vào thị xã Pleiku. Đó là một chủ trương mà huy động tổng lực lực lượng của dân tham gia vào đóng tiền dịch, và chính những người dân đó là những người tạo ra nghi minh buộc để cho bị kêu rằng là chúng ta đang chuẩn bị đánh vào Pleiku. Đó là một chủ trương. Cho nên có thể nói rằng chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi trước hết là thắng lợi của mưu lượng mưu kế và nghi minh để đảm bảo lãnh thổ, và đề quan trọng của công trình đó, mà trong đó kế hoạch xây dựng nghi minh là kế hoạch có tính chất quyết định đầu tiên. Hôm nay đảng đoàn thì không còn nữa, nhưng mà nhắc đảng ủy bên trung đảng, tư lệnh quân khu 4, đại biểu quốc hội 3 khóa, trung tướng đã rút ra điều gì qua trận đánh Buôn Ma Thuột? Từ cái